Tố Nguyên xin kính chào khách ngày 23 tháng 7 năm 2018. Luôn quay video clip giới thiệu anh tên gì? Kia ở Quái Châu Nguyên. Kim Động Nguyên sang ký nhận bộ Minh Quốc Nghe Bảo Đỉnh bộ hương đá 1/2. Các đối thôn vui chuyển bộ hương đá hôm nay xuống cơ sở 2 tại phòng cho anh cơ hàng ở bên phía Nam Hải Phòng. Hôm nay là ngày 23 tháng 7, anh kia ở Kim Động Nguyên sang ký nhận thần mộc bộ Nghe Bảo Đỉnh 1/2 bộ hương đá tại bộ cơ sở 1. Ngả về sau thôi được. Chui gầm tí. Chui gầm xuống cái. Đấy, viết luôn. Khéo, anh đỡ trong tay này. Ba người đỡ. Không may rơi như thế chết giảm. Còn thế này các. Đấy, còn cái này nữa. Ê, cẩn thận. Cũng là có nhu cầu muốn sở hữu bộ Minh Quốc Nghe Bảo Đỉnh đẹp như thế này nên lại thầy Luân số điện thoại là 0972 770 8888. Ôi, kéo kia, kéo lùi lại một tí. Mặt bàn được rất là cầu kỳ, ván bàn là mặt liền. Bây giờ tôi đang dựng cái bàn ở bộ Nghe Bảo Đỉnh, mặt bàn liền rất là rộng. Quá.